Đây rồi. Bạn này em ơi, em cầm dây sữa cho cháu nhá. Anh có dây sữa tặng cho cháu. Cháu lớn tuổi chưa? Dạ. Cháu nhà em mấy tuổi rồi? 1 tuổi hơn rồi ạ. À, hơn 1 tuổi rồi. À, anh cảm ơn nhá. Thế còn đâu nhỉ? Bạn nữa đâu nhỉ? Một bạn nữa đâu nhỉ? Nhìn xa xa nhìn không rõ là có tận 4 cháu. À kia rồi. bạn kia chứ nhỉ? Bạn kia được rồi. À bạn này chưa có. À rồi ok. Đây. Rồi bác tặng dây sữa. đây. Ok chưa? Đấy, cho mọi người xem bạn nhỏ này. Ấy. Ở bên trong cái đây gọi là cái điệu nhỉ em nhỉ? À. Sợ nó thích thế. À chào bạn nhỏ nhá. Thôi chào hai mẹ con anh đi đây. Đấy, chị em phụ nữ ở đây thì có rất là nhiều bạn không biết nói tiếng phổ thông do là bố mẹ không cho đi học ấy. Thế cho nên là chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Xuân Thành Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua đã luôn theo dõi cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho Xuân Thành Hà Giang. Đây là con đường mà Xuân Thành đang lái xe máy để chở sữa vào cho các cháu nhỏ. Xuân Thành đang vào điểm trường Sổ Đồng Vái để tặng sữa cho trẻ con thì gặp người dân họ đang đi trồng ngô nhé. Trồng ngô đấy. À vâng, chào bác. Trồng ngô đấy, ông già trồng ngô à. Chào mọi người nhé. Vấn đề đấy. Đây là cả một gia đình mình đi trồng ngô à? Không, hàng xóm nữa. À, cả hàng xóm nữa à? À, tức là nhà hàng xóm đi trồng hộ đúng không? Dấu hổ cháu à. À, dấu hổ. À, vâng, thưa quý vị, như người dân chia sẻ thì ở đây là một năm họ trồng một vụ ngô các bạn nhé. Cuộc sống hàng ngày của người dân rất tuyệt vời. Có cả những cái cháu nhỏ chưa đến tuổi đi học thì là đi cùng bố mẹ ra nương rẫy để xem bố mẹ làm. Mà có rất là nhiều lần Xuân Thành đã nhìn thấy những cái bạn nhỏ khoảng tầm 3 tuổi đã cầm cái cuốc cũng đi cuốc đất với người lớn. Rồi bây giờ Xuân Thành sẽ tặng cho bạn nhỏ này một dây sữa này. Cháu trai tặng cháu nhá. Nhà kia có đứa trẻ nhà kia có đứa trẻ đang đựu trên lưng à. Em gái ơi, anh tặng cho cháu dây sữa. Người dân họ đang đi trồng ngô đấy các bạn. Em gái, đây, tặng cho con nhà em dây sữa nhé. Đấy. Mẹ điệu bạn nhỏ này đi làm nương rẫy trồng ngô này. À, ok, còn bạn này nữa. Ôi chết. Thế là anh lại không để ý. Thôi được rồi. Em ơi, anh để một cái dây. Thế bây giờ anh sẽ để một cái dây sữa ở cái xe máy kia xong là tí nữa ra lấy nhá. Bây giờ anh đang vội để đi vào Sổ Lồng Vái để tặng sữa cho trẻ con đấy. À, cháu nhỏ đáng yêu chưa? Theo mẹ đi làm nương rẫy. Vâng, chào cô nhá. Rồi, bà con trồng ngô nhá. Dạ vâng. À, bác này năm nay bao tuổi rồi? 66 tuổi rồi. À, 66 tuổi. 66 tuổi rồi. Cháu, vâng. À, vâng. 66 tuổi đấy. Ôi này, đây nó còn có trẻ con nữa. Ôi dồi. Thưa quý vị, Xuân Thành nhìn từ xa thì cứ thấy cái cháu nhỏ kia với lại một bạn nữa là mẹ đựu trên lưng. Thế mà vào đây lại thêm một bạn này nữa này, lại bạn kia nữa này. Xuân Thành nhìn vâng. Xuân Thành nhìn không kỹ nên là không nghĩ ra là ở đây có tận thế là tận 4 đứa trẻ. Rồi thế thì Xuân Thành lại ra xe lấy thêm 2 dây sữa nữa vào cho 2 cháu nhỏ này vậy. Đây là cuộc sống hàng ngày ở vùng cao. Rất là đơn giản, hàng ngày họ cứ quây quần bên nhau, trồng ngô, đi thu hoạch ngô, đấy, đi hái củi. Thế là bà con nhân dân ở đây thì là mọi người thì một năm thì trồng ngô xong là còn trồng cái gì nữa? Trồng mỗi ngô đấy à? À, trồng đậu các thứ hả em? Thế là bà con mình là độc là dân tộc Mông chưa ạ? À, dân tộc Mông hết. Thế thì bà con nhân dân ở thôn mình đây là vẫn giữ cái phong tục
phong tục là thờ cúng tổ tiên chứ. Ông cua này á. À vâng. À, anh bạn, ở bà con ở mình đây là vẫn giữ phong tục thờ cúng tổ tiên chứ? Có anh ạ. À. Nhưng mà người già mới biết. Không, nhưng mà cái phong tục thờ cúng tổ tiên là phong tục tốt đẹp để tưởng nhớ cha ông thì mọi người cố gắng giữ gìn. Nhưng mà có điều là bây giờ nhà nước mình đang tuyên truyền vận động là xóa bỏ hủ tục, tức là có nghĩa là thờ cúng tổ tiên là tốt, nhưng mà không nên thịt trâu thịt bò nhiều quá để thờ cúng, nó tốn kém. Ấy, thanh niên. Ấy. Rồi thôi, bây giờ Xuân Thành sẽ ra lấy hai giấy sữa nữa cho hai cháu nhỏ kia, xong là Xuân Thành đi tặng quà cho các cháu nhỏ ở trong điểm trường đây. Đấy, bởi vì sáng ngày hôm nay thì Xuân Thành còn rất là nhiều việc. Đấy, còn đưa cái em cáu mà là bố của cái cháu Mạnh bị bại não ấy, đưa xuống Hà Giang chơi. Xuân Thành đã hứa là ngày hôm nay đưa em ấy xuống để đi thăm bảo tàng tỉnh Hà Giang, đi thăm quảng trường 26 tháng 3. Quảng trường lịch sử 26 tháng 3 mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã tổ chức trò chuyện, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vào năm 1961, ngày 26 tháng 3. Đấy, Xuân Thành nhớ là thế. Bây giờ Xuân Thành ra lấy sữa và tặng cho các cháu, xong là Xuân Thành cũng đi thôi. Những hình ảnh mà tặng quà cho trẻ con vùng cao ấy thì thực sự là Xuân Thành đi rất là nhiều. Chính vì vậy thì mà để mọi người có thể xem được hết những cái clip mà Xuân Thành tặng sữa, bánh kẹo, quần áo ấm cho trẻ con vùng cao thì quý vị có thể đăng ký kênh YouTube Xuân Thành Hà Giang nhé. Quý vị có thể đăng ký kênh là YouTube Xuân Thành Hà Giang để quý vị có thể theo dõi được hết những cái clip, những cái video clip mà Xuân Thành đi tặng quà cho trẻ con. Đây rồi. Bạn này em ơi, em cầm dây sữa cho cháu nhá. Anh có dây sữa tặng cho cháu. Cháu lớn tuổi chưa? Dạ. Cháu nhà em mấy tuổi rồi? 1 tuổi hơn rồi ạ. À, hơn 1 tuổi rồi. À, anh cảm ơn nhá. Thế còn đâu nhỉ, bạn nữa đâu nhỉ? Một bạn nữa đâu nhỉ? Đi đâu? Thôi là nó này. Nhìn xa nhìn không rõ là có tận 4 cháu. À, kia rồi. Cái gì tròn thì chưa đủ á. Bạn kia chứ nhỉ? Bạn à, bạn kia được rồi. À, bạn này chưa có à? À rồi, ok. Đây. Rồi, bác tặng dây sữa. đây. Ok chưa? Đấy, cho mọi người xem bạn nhỏ này. Ấy. Ở bên trong cái đây gọi là kia đĩu nhỉ em nhỉ? Đấy. À. Sao nó thích thế. À, chào bạn nhỏ nhá. Thôi chào hai mấy con anh đi đây. Đấy, chị em phụ nữ ở đây thì có rất là nhiều bạn không biết nói tiếng phổ thông, do là bố mẹ không cho đi học ấy. Thế cho nên là về cái vấn đề giao tiếp thì cũng rất là kém. Cũng mong là các cháu nhỏ là sau này là sẽ được đi học đàng hoàng, biết tiếng phổ thông và biết nhiều kiến thức hơn, để xây dựng cuộc sống gia đình được ấm no hạnh phúc hơn. Chứ người dân họ không được đi học, không được biết tiếng phổ thông thì đấy là một cái điều rất là thiệt thòi. Nhưng mà đấy là với những thế hệ ngày xưa thôi. Còn bây giờ Đảng và Nhà nước ta thì cũng đã Đảng và Nhà nước ta đã rất là quan tâm tới người dân vùng cao, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, trong đó có người Mông. Thì là Đảng và Nhà nước ta cũng đã đầu tư xây dựng những công trình điện đường trường trạm này, và có những chính sách an sinh xã hội này, có sự hỗ trợ này ấy cho con em vùng cao đi học miễn phí học tập, xong là lại còn nuôi ăn ở hàng tháng nữa. Có rất là nhiều những ưu tiên, chỉ mong là bà con nhân dân là luôn sống tuyệt đối tin tưởng theo đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, không nghe theo tà đạo đấy, và hơn nữa là học tập tốt đấy, làm ăn chịu khó chịu thương để xây dựng phát triển kinh tế. Thưa quý vị, Xuân Thành đang đi ở sổ đồng vái đi ra thì lại gặp một bà già. Xuân Thành sẽ dừng xe lại để tặng cho bà già một hộp sữa vậy. Chào bà. Chào bà nhá. Bà ơi, cháu có hộp sữa. À, cháu có hộp sữa tặng bà. Cháu xin phép cầm một tay tặng bà vậy, bởi vì là một tay thì cháu đang cầm máy quay rồi. Cháu tặng bà nhé. Dạ vâng. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thì bác Hải kia. À, chipo là không biết rồi. Chipo là không biết. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ dạ vâng, bà không biết. Vâng. Thế là đi lấy cỏ cho trâu à? Dạ dạ vâng. Chào chị nhá. Đi lấy cỏ cho trâu bò đây chị ơi. Trâu bò
À vâng. Vất vả quá chứ nhỉ? Đúng là cuộc sống vùng cao. Thôi cháu chào bà nhá, cháu đi đây. Cháu về đấy ạ. Đa số phụ nữ người Mông ở vùng cao là họ không biết nói tiếng phổ thông, do là cái tình trạng là trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại vào cái thời ngày xưa. Tức là ví dụ cách đây khoảng tầm 10, 15 đổ về trước ấy. Thế còn đến bây giờ thì là do là đảng và nhà nước ta cũng đã vận động tuyên truyền, và bên cạnh đấy thì người dân vùng cao thì họ cũng đã nhận thức ra được cái vấn đề là nếu như không đi học tiếng phổ thông thì là sẽ thiệt thòi rất là nhiều thứ. Thế cho nên là giờ là cả nam cả nữ là cũng đều được đi học hết rồi, nhất là các cháu nhỏ. Đấy, cũng hy vọng là sau khoảng tầm 30 năm nữa, Xuân Thành nghĩ là nhanh thì là 30 năm nữa thì là cuộc sống của người dân sẽ đỡ khổ đi được một chút. Và tầm 30 năm nữa thì khi đó thì cái tiếng phổ thông thì sẽ được phủ rộng trên khắp 4 huyện cao nguyên đá. Tức là lúc đấy là trẻ con là 100% là sẽ nói tiếng phổ thông được tốt hơn. Chứ còn hiện tại như hiện nay thì do là các cháu ban ngày thì học ở trường ấy, thì nói tiếng phổ thông, nhưng mà cứ về nhà thì lại nói tiếng bản địa, nói tiếng Mông. Do bố mẹ với ông bà thì cũng toàn nói tiếng Mông, kể cả bố mẹ các cháu cũng vậy. Rồi Xuân Thành lại đi tiếp đây. Thưa quý vị, trên đường đi ra ngoài xã thì Xuân Thành lại bắt gặp một thanh niên, chắc là khoảng 2 tuổi, chưa đi học đúng không? Đây là bố của cháu nhỏ. Gần 3 tuổi rồi. Anh trai tên là gì ạ? Tên là Chớ. Anh Tráng Mí Chớ. Vâng. Vâng. Thế cháu nhỏ này tên là gì? Tráng Thúy Lan. Tráng Thúy Lan. À thì đa số là bây giờ là các bậc phụ huynh là cũng đặt tên cho con là tên nó cũng dễ dễ gọi đúng không? Vâng. Chứ không gọi là Hớ với lại Say với lại cái gì, tức là nhiều cái tên nó khó đọc lắm. Đó, đó. Đây, chú tiếng Mông thì dễ đọc nhưng đúng mà rồi, đúng rồi. Đây đây, chú tư tặng cho cháu gái 2 hộp sữa nhá. Chị nhá. Cứ xin ạ. Chưa, từ này thì chắc là nó phải năm sau. Năm sau đi học. Tháng 3 này nữa. Đấy. Thì là phải đi học thì các cô giáo dạy tiếng phổ thông thì mới biết nói được. Tròn 3 tuổi rồi. À thế ạ. Dạ vâng. Thế thì nhưng mà thế thì phải đầu năm học thì mới được đi học à? Đầu tức là gọi tận tháng 8 tháng 9 dường ấy. Đúng rồi. Thì là lúc đấy mới được đi học chứ đúng không? Thế thì cũng hơi thiệt thòi cho cháu nhỉ. Bởi vì để đầu năm này. Để đầu năm thì bây giờ nó phải chịu. Vâng. Thế anh trai được mấy cháu? Được à 4 cháu. À, 4 cháu rồi. Anh trai sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 87. 87 à? Thế tuổi Mão thì hơn em 3 tuổi. 87. À, 3 cháu. À, 4 cháu nhỉ? Vâng. Cháu lớn là bao tuổi anh? Cháu lớn là năm nay học lớp 9. À, thế thì chính tỏ là anh cũng lấy vợ cũng không phải là sớm quá nhỉ? Không phải sớm đâu, 22 mới lấy cơ mà. À, chứ nhiều anh là sinh năm 87 nhưng mà lên trước ông ngoại rồi. Đấy, 87 lên trước ông ngoại từ năm 2022. Cố định lái sớm nhưng mà nó do... Không sao. Xuân Thành lại đi tiếp đây. Vừa nãy không may là cháu nhỏ này bị trượt chân ngã. Rồi, chào bạn nhỏ nhá. Chú đi đây. Bye bye chú nhá. Rất có khả năng là nếu như mà đầu năm học tới mà em lại quay trở lại thôn này thì lúc đấy là bạn nhỏ này đi học rồi. Dạ dạ vâng. À, thế gia đình nhà mình thì là ở chỗ nào? Nhà mình ở chỗ này cơ mà. À, thế à? Chung, và thế là gia đình nhà mình là vẫn giữ được cái truyền thống là thắp hương ông bà tổ tiên chứ? Vâng. À, vâng. Cái đấy là cái rất là tốt. Với lại cái đấy là thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thì cố gắng là giữ cái phong tục thờ tổ tiên. Nhưng mà có điều là mình làm sao là thờ nó ít ít đồ thôi. Chứ bây giờ nhiều nhà em thấy là thịt cả con lợn để thờ cúng là khác. Em thấy nó tốn kém quá. Đúng rồi. Vâng. Không nên ấy quá. Tùy theo từng dòng họ, không phải là dòng như em thì nói thật với anh là em thắp hương mẹ em hoặc là thắp hương ngày Tết ấy, là ví dụ mà thắp hương ngày rằm ngày lễ thì em chỉ thắp hương một gói kẹo với lại cái nén hương. Thế còn ví dụ như là tất niên thì em làm 1-2 mâm cơm. Đấy thì nó có canh, nó có cơm với lại nó có rau với lại có đĩa thịt, thế là xong. Tức là cái quan trọng và quan trọng là lòng thành thôi. Chứ nhiều nhà em thấy thịt cả con lợn em thấy tốn kém quá, trong khi đó nhà thì nghèo. Nhưng mà cố gắng là đừng có bỏ cái phong tục thờ tổ tiên. Với lại ở đây thì đang có mấy hộ gia đình họ theo cái đạo kia, họ bỏ thờ tổ tiên. Thì thực sự là cái đấy là cái không nên. Trong khi đó đi theo cái đạo kia là... Nhưng mà họ đấy. Nhà nó có giải quyết được cái gì đâu. Đấy, thế mà đi theo cái đạo kia là xong là bán được con trâu, con bò hay con lợn.
thì là lại phải ấy nộp tiền cho họ đấy, lại phải đóng quỹ cho họ tí, lại đóng mất tiền triệu đấy. Ví dụ thấy bảo bán con lợn được chục triệu thì nộp đâu mất 1 triệu hay 1,5 triệu thôi. Thế thì mình triệu thì nộp cho nó 1 triệu nghe, đấy nghe dư luận nói rồi vẫn... không cái này là cái nhà em cáu em mới bảo thế đấy. Thế mà bây giờ nhà mình thì đang nghèo, đáng nhẽ họ phải cho mình thêm, như đây là mở họ lại đi lấy của mình. Thấy con xe bảo là xe Xuân Thành Hà Giang, mình... đúng rồi, em ở Hà Giang. Hà Giang ở chỗ em ở chỗ cây xăng Hà Yên. Chỗ cây xăng Hà Yên à? Dạ vâng. Dạ vâng, ok anh. Rồi, Xuân Thành lại đi tiếp vậy. Dạ vâng, chào anh ạ. Dạ vâng.